Tôi bị viêm đại tràng và kích ứng ruột non. Tôi hay bị tiêu chảy sau khi uống rượu, bia, sữa, trứng gà. Tôi có thể sử dụng cây xương khỉ có được hay không ạ? Tôi cảm ơn. Chào bạn, theo kinh nghiệm dân gian thì cây bìm bịp hay còn gọi là cây xương khỉ, cây mãnh cọc là một vị thuốc nam có công dụng phòng và hỗ trợ điều trị ung thư. Điều đáng chú ý là ngoài tác dụng trên thì cây bìm bịp còn có tác dụng điều trị các bệnh về đau nhức xương khớp. Cũng theo kinh nghiệm dân gian thì cây bìm bịp không sử dụng để làm thuốc điều trị bệnh viêm đại tràng. Cây xương khỉ thì được nhiều người nhầm lẫn với cây con khỉ. Tuy có cái tên gần giống nhau nhưng công dụng điều trị bệnh thì khác nhau. Cây con khỉ hay còn được gọi là cây hoàng ngọc. Theo kinh nghiệm dân gian thì đây là một vị thuốc rất là tốt cho hệ tiêu hóa và được dân gian sử dụng để điều trị bệnh viêm dạ dày, viêm đại tràng, kiết lỵ và các bệnh về tiêu hóa. Trường hợp của bạn là bị viêm đại tràng thì nhà thuốc khuyên bạn là nên sử dụng cây hoàng ngọc uống hoặc là kết hợp thêm với cây khổ sâm. Bạn điều trị kiên trì sử dụng hai vị thuốc này thì điều trị bệnh viêm đại tràng sẽ rất là hiệu quả. Bởi vì theo kinh nghiệm dân gian thì cây khổ sâm và cây hoàng ngọc thì đều là những vị thuốc có công dụng tốt cho bệnh viêm đại tràng và tăng cường chức năng tiêu hóa. Một số thông tin nhà thuốc xin phép được chia sẻ đến với bạn.